nhận định Nam Định với Hà Nội FC 18 giờ ngày 15 tháng 1. Trận đấu mở màn mùa giải 2021 sẽ chính thức diễn ra trên sân vận động Thiên Trường giữa đội chủ nhà Nam Định với Hà Nội FC vào lúc 18 giờ tối nay. Và người hâm mộ đang chờ đợi trận đấu diễn ra với nhiều pha lập công. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hơn 2 tháng sau khi V-League 2020 kết thúc, mùa giải mới 2021 sẽ chính thức bắt đầu với cuộc đọ sức trên sân vận động Thiên Trường giữa đội chủ nhà Nam Định với Hà Nội FC vào lúc 18 giờ tối nay. Việc VAN tổ chức lựa chọn sân Thiên Trường làm trận đấu mở màn rõ ràng là có lý do riêng, khi mà bầu không khí sôi động trên sân Thiên Trường chắc chắn sẽ tạo nguồn cảm hứng. Đồng thời đây cũng là sự khẳng định tinh thần chiến thắng đại dịch Covid-19 của Việt Nam, điều mà không phải quốc gia nào cũng có thể làm được. Sân Thiên Trường vào tối nay chắc chắn sẽ được lấp đầy bởi hàng chục nghìn khán giả vào sân cổ vũ đội bóng Thành Nam giành chiến thắng. Tuy nhiên đây chắc chắn không phải điều dễ dàng khi mà lực lượng hai bên là có sự chênh lệch không nhỏ. Nếu như Hà Nội không có nhiều xáo trộn mà ngược lại còn bổ sung thêm hai ngoại binh rất chất lượng là Jovan và Bruno Cunha thì phía Nam Định lại phải thay thế nhiều vị trí khi các gương mặt cũ lần lượt ra đi. Về chuyên môn, bốn cầu thủ quan trọng Ralph Kenson, Thiago Melo, Đỗ Melo, Lê Sĩ Minh ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Nam Định chỉ còn một ngoại binh là tiền đạo Rodrigo Diaz. Trong thời gian qua, họ đã thử việc và bổ sung hai ngoại binh là Ramon Kutac và Wesley Rodriguez. Song rõ ràng những gương mặt mới này sẽ rất khó khỏa lấp được khoảng trống mà những Ralph Kenson hay Đỗ Melo để lại. Tất nhiên Nam Định vẫn có những cơ sở để hy vọng vào một điều thần kỳ trong ngày khai màn V-League 2021, bởi lúc này họ đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ rất chất lượng, vừa được thử lửa tại giải U21 quốc gia vừa qua, mà phải kể tới những cái tên như Mai Xuân Quyết, Trần Liêm Điều, Đoàn Thanh Trường, Hoàng Xuân Tần. Đây cũng là những cầu thủ vừa được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên đội tuyển U22 Việt Nam và đã được rèn luyện trong suốt thời gian vừa qua. Thêm vào đó với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên trên sân Thiên Trường, câu lạc bộ Nam Định có thể hy vọng vào một kỳ tích trước Hà Nội. Song để làm được điều này, họ sẽ phải thi đấu cực kỳ chắc chắn, tập trung, tỉnh táo và không được để lộ những khoảng trống cho đối phương dứt điểm. Việc phải thi đấu trên sân Thiên Trường lúc này không hẳn là một chuyện đơn giản với Hà Nội FC khi mà họ không có được lực lượng mạnh nhất với những ca chấn thương của Moses, Thành Trung, Văn Hậu. Trong khi đó, bộ đôi Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng cũng chưa tìm được cảm giác bóng tốt nhất sau thời gian dài điều trị chấn thương. Chưa kể, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về phong độ của bộ đôi tân binh Jovan, Pedro. Đó cũng là lý do ông tỏ ra khá thận trọng khi phát biểu trước trận. Đó thực sự là một chảo lửa với đông đảo cổ động viên cuồng nhiệt. Các cầu thủ thi đấu với một sân vận động mà bốn phía khán đài đều đầy ắp cổ động viên thì sẽ chơi thăng hoa hơn hẳn. Trong những lần làm khách gần đây, Hà Nội FC đều không có được kết quả ưng ý. Vì thế, chúng tôi đặt chỉ tiêu có ít nhất một điểm trước Nam Định, ông Nghiêm tâm sự. Dù huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tỏ ra khá thận trọng trước trận, tuy nhiên với những ngôi sao còn lại như Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng, Hà Nội vẫn được đánh giá rất cao trong việc giành 3 điểm trước đối thủ chủ nhà Nam Định. Nhưng đừng quên, ở giai đoạn 1 của V-League 2019, Nam Định từng bất ngờ đánh bại Hà Nội 2-0. Và nếu chơi hết sức mình, thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ có thể sẽ giành được một điểm trong trận đấu ra quân ở mùa giải 2021. Dự đoán tỷ số, Nam Định và Hà Nội 1-1.